ខ្ញុំចូលចិត្តស្រាបៀរ Gansberg a real German premium beer លោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្មីឬក៏ដំណោះនឹងសូនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយហើយនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះគឺយើងមានប្រាំរឿងហើយរឿងយើងមានរឿងផ្លែផ្លែច្រើនចា៎ហើយរឿងដំបូងយើងទៅមើលរឿងរ៉ាវមួយដែលល្អដែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងចា៎បាទហើយរឿងទី1ដែលតកតងអំពីនៅប្រទេសបារាំងគឺជារឿងមួយដែលយើងថាវាជារឿងមួយថាប្រជាជនភាគច្រើនក៏ដឹងដែរគឺតកតងពីការសុំជាតិដោយសារប៉ុន្តែការសុំជាតិដោយសារនៅប្រទេសបារ
ដែលគេមានការស្គាល់គ្នាខ្មែរនិងខ្មែរនេះឯងប៉ុន្តែនៅប្រទេសបារាំងសូមជាដេសាមែនប៉ុន្តែគឺត្រូវចេញបាក់តែប្រាក់គាត់ចេញហ្នឹងគឺចំនួនតិចតួចបំផុតបាទបាទទោះជាណាលើសុំទៅតាមដានតទៅអំពីការសូមជាដេសាណាឯងប្រទេសបារាំងបាទគណៈដែលអ្នកដំណើរកំពុងតែធ្វើដំណើរពេញប្រទេសបារាំងការសូមជាដេសាគឺជាមធ្យោបាយដែលចំណាយប្រាក់តិចបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរ ហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះការឈរសុំគឺជាដេសាលែងសូវពេញនិយមដោយមុនទៀតហើយនេះក៏ដោយសារតែមានគេមានគម្រោងមួយដែលអ្នកធ្វើដំណើរនឹងត្រូវជួយចេញថ្លៃឈ្នួលរថយន្តរួមគ្នាផតជេទៅអូលៀនរបស់ទីក្រុងប៉ារីសនឹងត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាទីកន្លែងដ៏ពេញនិយមសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមកឈរចាំបាទសំដៅមកឈរឈប់ចាំបកដៃហៅឡានដើម្បីសុំជិះជាមួយទៅកាន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំង ហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាអ្នកធ្វើដំណើររួមក្រុមតូចបានប្រើប្រាស់នៅផ្ទះសញ្ញានិងលើកមេដៃក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចហៅអ្នកបើកបរដែលឆ្លងកាត់ទីនេះឲ្យឈប់ដើម្បីសុំធ្វើការជិះដោយសារជាមួយបានប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺត្រូវតែចេះអត់ធ្មត់អ្នកដំណើរម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតថាគាត់ប្រើពេលវេលាយ៉ាងយូរទម្រាំរកកន្លែងនេះរកឃើញហើយបើមើលទៅកន្លែងនេះគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងហើយប្រសិនបើថាគាត់នោះមិនអា
ហើយយើងចូលចាំគឺចាំតែអត់ធ្មត់ bạn ai miền Nam dương ai sông trên xa ai cái miền lực bả đa lực ấy ta cái sông chỉ chỉ mũi phong bạc hay là cái lực mê đay chỉ nhà thì ấy chẳng tới hai lúc các bạn to tiệt tham miền sơn nam lõn nát sản mặt ngay đi để cái nước chụp ao quật chi bạn to pì trời chấm rồi hốt địa pê pram này tì đập bay thua tập ná tập can tì con ông ly yong pì phô tập quật nó cứ chỉ group mà riêng mà nè chẳng đi đời chỉ được cái bản hán quật nó cứ chỉ group mà riêng mà nè chẳng group mà riêng quật miền chợ sập sập rồi thoa chẳng nè để chơi chấm cứ chơi chấm pram này tì bàn lan chi tại mà đong chẳng sơn nam quật đài hai nè bạc bom nè nó là gì thà quật trời tập trên pì tiệt pì problem đập bay tập thua cái rốt sầm bọt hai nè pì ní quật cùng công tài vợ trở lọt tập tiệt vĩnh đời chỉ nè trời thua tập ná trời chỉ ngay tăng tới tăng một hai phần ba mươi miền này chỉ muối đam mê chơi kinh lên cứ chỉ đi muối đại lò hai chui tuổi quạt nó ọt ngon muối tham tiền phòng chẳng có thà chỉ tăng tới tăng máu tới ngày chẳng phần thì miền này chỉ lan chỉ muối thì chơi lên nó cứ vì chỉ đi lò mà như này và hai phần tay ca chụp nơi rốt dôn đam mê ở cái chỉ nó cứ can đặc sắc đặc sắc tới để xa tại miền cà phê khách riêng smart tiệm hai mình nuôi tăng bay này nít ban thua đầm nào vì liên doanh hot một can pate de olien ban thua đầm na đời xa cho mùa đồng lộc Lauren tập can đầm bòn Cleron Foren để nơi phía cạnh đá này tại bà rằng đời mình này nó cứ từ bòn Prasnul chấm đuôn mà phải pram euro hai nè thằng lính cứ cho chất nơi ca chỉ rộn chốn đời chui trên phai chân luôn không nhỉ chỉ chiến sung cái chỉ chỉ mùi hai nè bà bòn này nó để dây tha cột tẹt tôm nè đầm na chỉ môn bị pro cột nó cất tha thua được chân em việt thần địa chiêng từ chúc hai nè cho chạm tạm bằng phơi nó chỉ chỉ mùi hai nè đầm na này nó các bạn để dây tha cột kinh ở địa bị bay mong từ thua đầm na vì một liều chân hot một can thì cong tại bờ đòn vì pro thì cột nó cứ mình trong show tạm bằng phơi sung kia thua đầm na chỉ mùi đồng lại hai cơ quan phân đo sẽ vào rộng dân chí rũm trên mục kê nó không thể bảo rằng để biến chung mô thá bla bla khá cứ mình đã cho chung mô chung đồn chiếm bay liền nè hai cơ quan đó cứ nè cho chung mô nó bảo mạng học sập mơn nè thua đầm ná chỉ đến rột khai tầm đoàn hai cơ quan được nên ít có cùng phong tài đi lụt loa phong đá nó không thể bảo rộng hai cơ quan phân đo sẽ vào cam rộng dân chí rũm nên ít cứ tự bán cái mơ khởi tham miền sản tập hiếp nâng bảo quạt này dũng chiếm ca xung kê chi chỉ mùi chẳng thả sẽ vào lẹc nè lấy lời xa tầm miền ca xung đo xa chi cái chuyện chăn bê, để ra mình mặc quần chỉ phải làm một chuyện đó, nó cứ cởi thắt và khát thắt với cả con cá bong là chỉ cả chỉ taxi chỉ ấy chẳng,
chăng cả sôm ní cái thà vì ở sân sọt phía về của nãy khác cái ai phải chăng vì thà rung khan thì cái thà vì thà dì dì đò sọt phía rồi bọn này bạc bỏ chăng cứ sọt tới mình sân mình cái hiện chụp chi hết bạc còn ta lấy cầm hôn mới để mình chụp thà là bạc khan á cứ cất bạc bằng cát nơi sờ vạc cam mới cái thà sờ vạc cam chi rung khnề chăng mấy thà nãy đầm nào thằng óc cứ ai chi làm rung khnề còn ta cứ trời chậm này bạc không mình nãy nó cứ chụp luôn mà pram ចាចឹងតែទីទួចដើម្បីគាត់អាចដោយសារឬក៏យន្តហានដើម្បីជិះទៅកាន់ទីទីកន្លែងមកទីកន្លែងមកដែលមានចំណាយឆ្ងាយបានអញ្ចឹងនេះគឺជាការថាកាត់បន្ថយនៃការចំណាយច្រើនមែនទែនបាទព្រោះថាយើងជិះយើងជំនាញជាមួយគ្នាយើងគួរតែចូលចេញគ្នាខ្លះខ្លះដើម្បីកុំឲ្យព្រោះថាយើងជិះយើងអ្នកជិះដោយសារគឺយើងស្រួលជាងគេទេចាចានេះរឿងរ៉ាវនៅប្រទេសបារាំងតាក់ទងទៅនឹងការសុំជិះដោយសារឥឡូវនេះគឺមិន ពេញនិយមទេហើយក៏មានការពិបាកមួយចំនួនដែរពីព្រោះថាការជិះដោយសារអ្នកខ្លះគឺថាប្រឡំហើយដូចមានករណីច្រើនហើយជិះជាមួយហើយមានបញ្ហាទៅការធ្វើបញ្ហាដែលមិនគប់បីណាមួយបែបកើតឡើងចា៎ឥឡូវយើងទៅមើលរឿងរ៉ាវមួយទៀតគឺនៅប្រទេសជប៉ុនយើងទៅមើលហាងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអាហារស៊ូស៊ីទៅប្រទេសជប៉ុនដែលកំពុងតែល្បីល្បាញ ហើយការបំរើជូននៅម្ហូបអាហារទៅជននោះគឺជាលក្ខណៈទំនើបចា៎ឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពនៅទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎នេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងហាងនៅក្នុងហាងអាហារស៊ូស៊ីប្រពៃណីជប៉ុនហ្នឹងចា៎ហើយយើងឃើញថាអាហារស៊ូស៊ីជប៉ុននេះគឺជាអាហារដែលប្រពៃណីពិសេសដែលមានយូរយារណាស់មកហើយហើយដល់ពេលនេះបប្រតិបត្តិការលក់អាហារស៊ូស៊ីដែលប្រើជាវិជាខ្ពស់គឺកំពុងតែទាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាងធ្វើដៃរបស់ចុងភៅទៅទ
ចាំចាំភោជនីយដ្ឋានម្នាក់នឹងនិយាយថានៅលើកម្រិតគឺមានមីក្រូឈីបដែលអាចប្រាប់ថាតើអាហារនេះគឺទុកយូរប៉ុណ្ណាហើយនៅលើខ្សែពានចាហើយនៅក្នុងចាននោះគឺជាមុខម្ហូបអ្វីហើយថាតើគេបានបរិភោគវាតាំងពីពេលណាចាអញ្ចឹងគឺទំនើបមែនទែននេះគឺជារូបភាពដែលបានភោជនីយដ្ឋានមួយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងក៏អាចកម្មង់ម្ហូបបានតាមរយៈកុំព្យូទ័រថាប់លេតបានផងដែរហើយបន្តមកខាងផ្ទះបាយគឺនឹងបញ្ជូនម្ហូបតាមរយៈខ្សែពានពិសេស
tiên trở bàn kia bị phiệt tại tạm ở chỗ rồi bỏ tại thế chốn hai phần mình đi cứ trở bàn mình chun trở lọc tới vĩnh ai phô dân đi thang vĩnh nơi khăn ông phê tại mùi cha hai chùm này ai mà cha phô dân đi thang nè nâng cứ nên chỉ thà đập ai lơ mà xin tục tên ở nấy cứ coi ai đằng đòi nghi thà tại thế chốn bình chất thành phụ hát để nhận mình chun tới áo nuôi rửa ọt hạp chạy cả vị trí nước coi chưa cặn mình thói ca chùm này phỏng đài hai nơi phô dân đi thang ở OB mùi ní nơi gần lại trong phớ cứ xong tại pram mà xin xoay bỏ bỏ tặng ọ chà cơ hôn cực bằng phô dân thang tặng nút bằng này dạy thác luôn nâng sử dụng cắt bằng thoi bê về liềm mùi này tí đại phí nhớ trời rung chăm xâm rộng mà hộp đại bộ quan của mòn đại xa tại phép chuyên lên nơi bạch ạ vị trí tìm xạ hà xu xì nâng căn tài rịnh lọt hàm tiệt hành nạ chùm đến nâng cơ bằng này dạy đại thà nơi bóng này cho nằm đi tìm xã hà xú xí nằm mình tùm hôm tức bạc chiếng pram quan liền đồ là chẳng đi cứ tùm nợp bản tên đài nơi ở hà xú xí nằm trong bộ tế chập quan đi cứ thân ở tế chân này có trong cầm bóng ấy cứ bán nâng hay lườn cứ ai cầm bóng tam không chạy tờ thập lẹt muối hay dừng chạy tới thay dừng chọn bàn hộp đi cứ xa biên nâng màu hộp nóng màu tạm đó hay ảnh đăng thà mà hộp nâng bên nào để kê nhám nhiều hộp đăng đăng tầng o thay mà đòn xa biên nâng cứ tầm được mình tên nơi chụp bọn chà tập bình đấy mà nhận mạch bà nè nè rộp tập kê tập kê chà mà thời ca cầm mong hộp ấy cho chà công dịch tự tập lệch kê nâng cầm mong nó thầy mà cầm hộp đi mà hộp đi nhưng chân vì thời ca đi khóp tục à cặp ra tục là tập lệch mà nhưng chân trong phần á cái mình công dịch tự kê mùi này nhưng chân tập này cầm mong khá nó kê mùi khơi này chà nhưng chân mới có yếu rung trăm tầm mùi này tì cốt mà hộp nâng nó rộp tăng xa biên mà đọt tập
ហើយនៅកន្លែងចុងភៅហ្នឹងដោយអត្តបទអន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺកន្លែងចុងភៅគឺប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងស្ងតែទាំងអស់តែម្ដងនិយាយទៅទំនើបហ្នឹងនៅជប៉ុនហ្នឹងដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាគឺជប៉ុនលេខ 1តែម្ដងហើយសម្បីតែការបំរើជូនរំហបអាហារក៏ទំនើបដែរគឺប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបច្រើនមែនតើអញ្ចឹងភ្ញៀវមិនបាច់ធុញអង្គុយទៅចាំជួយអីចាហើយម្ហូបមិនទៅលើកដៃអូអ្នករត
ចុចកុំមកពុបពុបមកនទីក្រៅពីព្រៀងបាទគឺតន់ចិត្តមែនតើតែនឹងឡៃក៏ថ្លៃដែរចាដឹងណាបងអមន្តជាអេតឡាញមិញចានេះរឿងរ៉ាវនៃជប៉ុនតើតើទៅនឹងអាហារស៊ូស៊ីប្រពៃណីជប៉ុនដែលតើទៅនឹងការបំរើជូនសេវាហ្នឹងគឺទំនើបខ្លាំងមែនតើចាបាទមកទស្សនជនឥឡូវសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ទៅមើលនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងគឺនិយាយតទៅអំពីការប្រពៃធីមួយដែលមានឈ្មោះថា ហេមហ្វេសបាទឥឡូវចង់ដល់ថាតើការប្រពៃណីនោះមានលក្ខណៈក៏ដូចជាទ្រង់ទ្រាយរបៀបមួយបាទឥឡូវសូមតាមដាននៅវីដេអូឃ្លីបទាំងអស់នេះបាទប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីតថលរដ្ឋបាលសិនតោនហ្នឹងកំពុងធ្វើការប្រពៃណីពិធីបុណ្យមួយដែលមានឈ្មោះថាហេមហ្វេសដែលតម្រូវឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសហ្នឹងប្រគល់នៅដូរីថូសដែលជាអាហារនំសម្រន់ហ្នឹងដែលផលិតអំពីកញ្ឆាដល់អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយពិធី
trai poli nung ban pakol na nom srui doritos totila chumnuon mui puan kan chok da bichi parot kanat da kan chok ni mui mui nung kue mien plak sanya prap ai na dam na nung tu cho cho ta kan kha tompo mari wat nao nam mai tu ka tin kan cha bat hai barom nung ban nye tha ka prap kan cha kue chi rieng srop chabap yong ta tam chot thmei robos rot Washington pan tae ne prap prap nung nau tae khos chabap prasan mo puok ke nung mien kan cha leuh pi mui aun bạn hai rôn tiền ca trụ nơi cần chá nơi tam thì cần lấy sao thiệt nặng hai cả bạc bò pê sờ vương cần mà sản tốt cả bạc bò pê sờ vương cần chá nâng lúc cần chá đời miên thì khách ăn ở nhà chà hai nãy non pịa ở đồng bò này dụ có than poli thì cần ông xịt thó nó cả ba này dây thiệt thà quạt trọng ở bì chê bà rõ nó đang ông pi cho bạc cần chá thầm mây vì bà rõ phụ kế nâng ai pra cần chá nơi thì cần lấy ai cái chôn bần tái cứ mần ai pra nơi tam đong vị thấy rứ tam xuân ủ chiên nụ lại hai nè cho luôn bị thi bom này nó còn là gì tha còn từ xa chung pua cả đã trên nợ bật thay đi hỏi còn cả bọn to thì tha nông suối đẹp rồi từng pì đang bình cha này cứ miêu du chích ngang thằng này trong bây giờ này gì tập tôn pì riêng đang bình cha đang ấy nó cứ cái này gì tập tôn pì tha cứng cứng nhiên á còn tại bản tha này bớt dần thì riêng vô pì đang mò tha sọt chấp bắp trong cầu việc chụp này mới đài còn tại cái kiểm biến cả cầm nọt và bạn tham ăn cái prapa hay năng pì pua tha ការដែលយើងយកទៅផលិតទៅគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីដែលជារបស់ខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគេមានការដែលថាគេបែបផែនការលេខសំខាន់ផ្សេងទៀតណាប៉ុន្តែដោយសារតែអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់កាន់ដោយថាគាត់ផ្ដោតសិទ្ធនិយាយចំពោះថាសិទ្ធសេរីភាពនៅតែអាមេរិកហ្នឹងគឺភាគច្រើនតែគាត់ទទួលបានសិទ្ធសេរីភាពពេញលេញល្អមែនទែនចាំឲ្យច្បាប់ថ្មីក៏គេមានទៀតបាទចាពីព្រោះថានៅអាមេរិកគឺគេបានហាមឃាត់ហើយគេថាការប្រើកញ្ឆាគឺស្របច្បាប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់លើសពី1អោនឬគឺខុសច្បាប់ហើយគឺហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើដោយការសេវងសេវងដោយកញ្ឆាឬក៏លក់កញ្ឆានឹងដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទេហើយប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់វានៅលើដងវិធ័យឬក៏សួនច្បារសាធារណៈនឹងក៏ខុសច្បាប់ដែរអញ្ចឹងគេឲ្យប្រើប្រាស់ក៏មានការហាមឃាត់ដែរពីព្រោះថានេះគឺជាច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសគេប៉ុន្តែគេក៏ថាមានច្បាប់ទៅតែគ្រប់ចាក៏ទៅតែគ្រប់ច្បាប់ដែរចានេះរឿងរ៉ាវនៅអាមេរិកទៅតាមតំណឹងនំដែលធ្វើពីលៀបសំជាមួយសាធិកឆាមួយចំនួនដែរចាហើយជាមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតគឺនៅប្រទេសអង់គ្លេសយើងទៅមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាទៅតាមតំណឹងបញ្ហាសម្រាប់ចាយើងបង្ហាញរូបភាពសិនទើបអាចបញ្ជាក់ថាជារឿងអ្វីដែរចាបាទចានេះយើងមើលទៅដូចជាមិនសូវសមរម្យទេពីព្រោះថាគេប្រទេសឃើញថាធំសម្រាមហ្នឹងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវរបស់ទីក្រុងឡុងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយមើលទៅដូចជាកំពុងតែចាប់ប្រកាន់ថាវានឹងកំពុងស៊ើបអង្កេតឬក៏តាមដានរបស់អ្វីដែលអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ចា៎ព្រោះយើងមើលទៅធំសម្រាមគេទំនើបចាមានជាលក្ខណៈនេះចាហើយក្រុមហ៊ុន Renew គឺបានយកធំសម្រាមដែលអាចការពារក្របបែកមកកាន់តំបន់ប្រជាកម្មទីក្រុងឡុងមុនពេលដែលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកដែលខ្លៅកាលពីឆ្នាំ2012ពីព្រោះថាធំសម្រាមបុរាណពីមុនត្រូវបានគេគិតថាងាយរឿងការគម្រាមកំហែងពីក្របបែកឬជាកន្លែងចែកចាយកាសែតដល់ឥតគិតថ្លៃប៉ុណ្ណោះចា៎ប៉ុន្តែធំសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះវិញគឺមានអេក្រង់ដែលអាចបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗហើយការពិខែឧស្ភាក្រុមហ៊ុន Renew គឺបានបំពាក់ឧបករណ៍មួយលើធំសម្រាប់100កន្លែងដែលភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃហើយជួយប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ផងដែរ
ចាំបើយើងទៅស្ដាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនរីញូវិញគឺបានគឺអាចដឹងអំពីចំនួនអ្នកដើរនឹងប្រមាណអ្នកដើរចា ហើយលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនគឺចង់ដឹងថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលដើរឆ្លងកាត់បណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រតិកម្មវិជ្ជាដែលបំពាក់លើធុងសម្រាប់នេះគឺអាចជួយស្វែងរកប្រភេទទូរស័ព្ទដៃដែលបើកប្រព័ន្ធ ហើយអ្នកបង្កើតឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗហើយតនន័យទាំងអស់ត្រូវបានគេប្រមូលជាឯកច្ឆន្ទប៉ុន្តែតាមរយៈការប្រមូលតនន័យនេះក្រុមហ៊ុនរីញូបានខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយគេបំផុតដែលប្រឈមនឹងការចាត់ប្រកាន់តាក់ទិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលប្លែកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺធុងសម្រាប់នេះគឺអាចការពារក្របបែកបានពីព្រោះថាវាអាចដឹងទិន្នន័យមុនប៉ុន្តែបើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលគ
nẹn na cái khác đẹp ra ở phần wifi từ sạp đài nữa anh đồng bàn tiện lâu lên tên sống bây giờ thông xâm rám chừng mới được bắt chạm tùm đều khăn khăn mẹn tên nữa chà vậy xâm khăn cứ thông xâm rám ca bị cọ bay bàn tiết ca bị cọ bay bộ cái anh đồng với anh đang bò miền mồn thà là kê bông thợ ấy nhắc viện đăng tài mà đồng ແລະຄືຈະຫນ່ວຍແດນກາປິວັດຍັງເຄີຍອັບປັດເລືອກຄອມພິວເຕີໄປກະຍະຄອມພິວເຕີໂທລະສັບໃດປន្តែໄດ້ສາຕະທົ່ງສໍາລັບຢູ່ເມືອເຕີຄືຖ້າເວມີບໍ່ຕໍ່ມີຈານຕາມທີ່ສາທາລະນະຫາຍຈັ່ງຄືເກບຸເປັດຕາອຸປະກອບໃສ່ໆໃສ່ກັບຈຸດໃສ່ນັ້ນຕະເລືອກທົ່ງສໍາລັບວີເຈລັນຫາຄືເລືອກ 1 ហើយគាត់នឹងអាចបេកបង្កើតកម្មវិធីជប់លៀងបាប៊ីឃ្យូព្រមទាំងលេងកីឡានៅក្នុងផ្ទះបានទៀតផងបាប៊ីឃ្យូក្នុងផ្ទះទៀតបាទហើយសិល្បករដែលមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងបាននាំយកនៅក្នុងសម្រាមមកកែច្នៃទៅធ្វើជាផ្ទះចល័តបន្តមួយប៉ុន្តែវាជារឿងចំណាយមួយដែរគឺនៅសម្រាប់បាទទោះជាណាឡើយសម្រាប់តាមដានរូបភាពតើតើរូបរាងរបៀបម៉េចដែលផ្ទះហ្នឹងសាងសង់អំពីធុងសម្រាមបាទបាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ
ហើយគាត់នឹងគាត់និយាយទៀតថាផ្ទះសំរាមនេះគឺអាចចល័តតាមដងផ្លូវគ្រប់ទីកន្លែងហើយនៅពេលដែលផ្ទះនេះបិទបិទចិត្តអ្នកអាចគិតថានេះគឺជាចំណុចឆ្នៃប្រឌិតរបស់ចៅបំផុតហើយគាត់នឹងគាត់និយាយទៀតថាផ្ទះសំរាមនេះគឺអាចចល័តតាមដងផ្លូវគ្រប់ទីកន្លែងហើយនៅពេលដែលផ្ទះនេះបិទបិទចិត្តអ្នកអាចគិតថានេះគឺជាធុងសំរាមប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺមានកន្លែងរស់នៅបាទមានកន្លែងជប់លៀងកន្លែងបាទបាប៊ីឈូបាប៊ីឈូរបស់យើងបោះព្រៃសាសហើយថាការកន្លែងអង្គសាច់អង្គអីណាចាហើយលោកនឹងក៏បានបន្តទៀតថាអ្នករកគ្នានឹងបណ្ដឹងថាតើគាត់នឹងកំពុងតែគេក្នុងផ្ទះនេះឬយ៉ាងណានោះទេហើយសូម្បីតែគាត់នឹងកំពុងតែអង្គសាច់ឬក៏ជាតិនៅសាច់មន់ក៏ដោយខណៈដែលមានមនុស្សម្នាជាច្រើនក្រាន់តែដាច់ឆ្លងកាត់ពីព្រោះតែពួកគេនឹងមិនធ្លាប់គា
tới chỉ biết mùi khăn nón cà phê phê thay thay này nhưng trẻ con nó cứ mèo vậy phê nó bị mệt hay lúc đó nó bận to tha ở đây có bàn thưa nó cứ chỉ nó cứ tha có bàn dục thông sao mà thay một cái này hay phải tới chỉ biết đại cà bận tiếc chơi chui bật băng nơi cầm tay bạn thì cứ chỉ cả là cái nào tha
គាត់ឃើញជាការឆ្នៃប្រឌិតនៅអ្វីដែលថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងចម្លែកដែរបើគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់កំពុងធ្វើមហោគាត់កំពុងអីតែគាត់ត្រូវកាត់បិទទ្វារអញ្ចឹងបិទទ្វារទៅអ្នកមកចំនួនដែរគាត់ហ្នឹងគាត់ថាអត់ស្មានថាទៅទៀតថាធំសម្រាប់តែអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងគាត់អត់ដែរចាក់លបងយកសម្រាប់ទៅដែរណា នេះអាចតែប្លោះស្មានដែរដល់ពេលគេថាកាត់ហ្នឹងគេឃើញបាត់ធំសម្រាប់បាត់អីក៏ទៅធំសម្រាប់ណាបាទពួកតែលក្ខសម្រាប់ចូលតាមប្រទេសពីសោះបាទចានេះគឺជាការនិយាយទៅចេះឆ្នៃប្រឌិតរបស់ធំសម្រាប់មកធ្វើជាផ្ទះនៅបានហើយអាចចល័តបានទៀតគឺអាចចល័តបានគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងចានៅសរុបអាមេរិកចាចាលោកនឹងកញ្ញាមុននឹងបញ្ចប់នៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះគឺយើងមានព័ត៌មានមួយដែរពីក្រុមហ៊ុន ដល់សិស្សសានុសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសាលាទុតិយភូមិនិតិអេគឺអាចទទួលបាននៃការទទួលទានទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីហ្វ្រីរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងអញ្ចឹងដូច្នេះចំពោះសានុសិស្សដែលចង់បានទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីទទួលទានគឺអាចយកលិខិតបញ្ជាក់និតិអេហ្នឹងពីក្រសួងអប់រំមកឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្វ្រេស៊ីបានឬក៏អ្នកដំណើរបានតាមលេខទូរស័ព្ទ 03-7-0-7-9 តារូវទូទានមានបានហើយជួបផ្ទះតំណងអ្វីដែលសំប្រកបបាទហើយដោយសារតកម្មវិធីយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទហុកដរិនចា៎នេះខ្ញុំលក្ខណៈព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា